bộ sưu tập những điều thú vị mà có thể bạn chưa biết. Hãy cùng mình xem video nhé! Cơ thể bạn thật ra đang phát sáng, nhưng không ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường cả. 75% dân số trên thế giới chưa bao giờ thấy tuyết. Bạn đã thấy tuyết bao giờ chưa? Một chú vịt con sẽ xem bất cứ ai mà nó nhìn thấy đầu tiên trong 10 phút sau khi sinh là mẹ của mình. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, người nào có IQ càng cao sẽ mơ nhiều hơn vào ban đêm. Trên một hòn đảo gần bờ tây nước Úc, bạn có thể nhìn thấy một hồ nước màu hồng có tên là hồ Hélier. Thực ra wasabi bạn ăn hầu hết được làm từ cây củ cải ngựa với các hương vị khác nhau mà thôi. Wasabi thật rất đắt và cũng không dễ để chế biến đâu. Đến tận 48 năm sau khi có thực phẩm đóng hộp, dụng cụ mở hộp mới được phát minh ra. Trước đó chắc là việc khui hộp rất là vất vả. Phụ nữ có số lượng thụ thể đau gấp đôi so với nam giới, tuy nhiên ngưỡng đau của họ lại cao hơn nhiều. Các bông hoa sẽ nở nhanh hơn nếu được đặt ở nơi có nhạc đệm. Cú có thể xoay cổ 270 độ sang trái hoặc phải và 90 độ lên xuống, và chúng còn chẳng cần cử động vai. Mũi của bạn có ít nhất 400 thụ thể mùi khác nhau. Đó là lý do tại sao phần đông mọi người có thể phát hiện được khoảng 1.000 tỷ mùi khác nhau. Một quả táo chứa gần 20% là không khí, do đó nó nổi trên mặt nước. Mọi người thành thật hơn khi họ mệt mỏi. Đó là lý do tại sao hầu hết các lời thú nhận đều được tiết lộ trong các cuộc nói chuyện đêm khuya. Các bạn có thấy những thông tin này thú vị không nào? Hãy bình luận cho mình biết với nhé!